Người UFO cũng có, chú là người đầu tiên lên trên mạng nói là có UFO là sao, là gì? Mấy chị dị nói chú là có, thì chú mới gan chú mới lên đây nói. Thì bây giờ là con thấy đầy hết rồi, cả trong Quốc hội Mỹ hôm nay cũng bắt đầu sắp sửa tuyên bố thừa nhận, cũng một số quốc gia thừa nhận những lời chú nói là đều là tâm linh. Nhưng mà tâm linh á, những các chư thiên, các tầng trời ở trên đó, họ cũng là như mình, một cái thành một cái xã hội cực kỳ tinh vi, còn mình là một cái xã hội cực kỳ thô kệch, thì mình mới có cái xác phàm, mình đói mình ăn, rồi mình đi đứng bất tiện, rồi mình bệnh tật tối ngày trên kia, không có bệnh tật đi cũng không có cần phải tốn xăng nữa, nhắm mắt đó là cái dù cái là mấy tỷ cây số rồi. Đời sống ở bên trên trời á, rất là vui. Chú ở trển á, mấy vị nói á, là hai chân cởi hai ông rồng bay đi từ tầng trời này đi tầng trời kia, giỡn đùa với mấy cô tiên, tắm ao sen vàng, người chim biết ca lá đồ, thành phố này thành phố nọ, rất là vui sung sướng không chịu, mà nhất định nó xin cha xin mẹ xuống đây để ngồi ở đây chót chót với quý vị. Mà có nhiều người còn không trân trọng mà khổ, chịu nghiệp chung nữa, đủ đủ hết bệnh này bệnh kia, tay chân giò cẳng ô vậy mà quý vị không thương. Ở trên kia kia không có mấy cái vụ mà lo phiền gì hết trơn, mà xuống đây đủ chuyện để lo phiền. Mà để mục đích là gì? À, để mục đích là nói lên những cái sự thật ở cõi trời và cõi siêu hình để cho quý vị hiểu, để mà mình làm gì á, trước khi mình quyết định một cái hành động gì hay nói một cái lời nói nào, hay là một cái gì mà gọi là đừng có tạo nghiệp á, mình nên nhớ trên đầu mình nó ba tấc nha, là có đầy hết. Mấy chị gì cũng đang đứng trong cái phòng này cũng đầy hết mà quý vị đâu có thấy. Còn như hồi xưa Kiệt năn nỉ trên nói vợ con nói người ta không hiểu, người ta không tin là sao, Kiệt mới xin trên là xin cho mấy ông rồng mà hộ Kiệt. Kiệt có bốn ông rồng hộ nha, bay lúc nào cũng xung quanh Kiệt nè, để mà xuất hiện để mà cho có một chút xíu. Nhưng mà hôm nay độ được á, là lâu lâu á, là Kiệt cảm ơn mấy ông rồng, tại mấy ông xuất hiện thường xuyên trên mây rồi nè. Còn xuất hiện một nguyên hình thì cũng có một lần khoảng năm nào ta 2016, có ông Trần Kim Quang, ông làm trong hãng của Việt á, 4 giờ sáng ông đi làm cách khoảng chừng 500 thước, ông thấy nguyên con rồng khổng lồ từ ở trong chỗ chỗ phòng của Việt á bay lên trời, mà cái hình cái body á, cái thân người đó bự cũng cỡ 10 thước vậy đó, mà bay cỡ gần 1 phút là mới mới hết đó, bay ra. Đó là có thật mà không phải một người thấy, nhiều người thấy, đó là hiện nguyên hình. Còn hiện hình mây hình này kia là đó là thường thôi, là nhiều chứ. Mấy cái này lên trên Facebook mà personal của Kiệt á, Ngô Tấn Kiệt official Facebook á, download xuống rồi đưa mấy cái nhà nghiên cứu đi, nó đâu có nói là có thể nào là mình làm Photoshop được, nó không có phải thiệt không ạ. Cả những gì chuyện nói cũng là từ cái tâm, lời thật lời thiệt. Nên tâm linh sống một cái dimension song song với chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận nha. Thường á, những lãnh đạo Việt Nam qua cũng giống như Kỳ Bóc Phúc qua New York để là họp Liên Hiệp Quốc á, họp thượng đỉnh Liên Hợp Quốc, thì tự nhiên giờ chót ở trên quý vị mới điều khiển Kiệt đi về New York để mà trên bên đó. Mục đích của Kiệt đi đến đâu á cũng giống Kiệt rồi, mấy tuần trước Bắc Chính qua Mỹ cũng đột nhiên cái Kiệt cũng có cái giấy mời lên đó. Thì mục đích Kiệt đi là mấy chư thiên theo họ là để cho một cái chuyến đi hoàn hảo của một cái lãnh đạo Việt Nam, để làm chi? Để mà đưa cái nước Việt bớt đi nghèo khổ. Thì kiểu đem đến là mình dùng cái chữ mà để dễ hiểu là gọi là blessing, là đem sự may mắn đến cho một cái buổi đó,
Đó là vậy thôi. Chứ còn Kiệt có hiện diện trên màn hình hay là có gặp ai, nó không quan trọng. Mà những gì đi theo Kiệt xuống đó để mà làm, để mà tẩy